Xin chào cả nhà nha. Hiện tại là mình đang có mặt tại Bình Đồng Nai để đi phát phiếu cơm nha chị nha. Phát phiếu cơm ngày Chủ nhật 30 tháng 7 này. Nhóm mình sẽ nấu 300 phần ăn phục vụ cho các bệnh nhân ở bệnh viện Đồng Nai. Thì hôm nay mình đi phát phiếu để Chủ nhật các bệnh nhân sẽ lãnh phần ăn ngay tại trước cổng bệnh viện nha. Đây là khuôn viên bệnh viện. Bây giờ mình sẽ đi qua khu A. Trước mặt mình đó là khoa cấp cứu của bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Xin chào cô, hôm nay con tới để con gửi cô món quà. Bữa này là của anh Hùng ở bên giáo xứ Quan á, gửi cho cô. Hôm trước con có đến thăm cô á, thì con quay video lên á, thì ảnh thấy thì ảnh muốn gửi cho cô món quà. Chúc cô nhiều sức khỏe, mau lành bệnh nha. Cô cũng cảm ơn cô. Cảm ơn anh Hùng. Cô cũng muốn để thấy những chị trong chữa bệnh này cô xong rồi cô hết bệnh để cô về. Từ bữa giờ cô qua đây cô ăn cô qua đây cô ăn được chưa? Mới ăn được 2 ngày nay à. Mà ăn hết đó. Ăn cháo hả? Ăn cháo với ăn cơm vậy là có mình chú chăm cô thôi à? Có một thằng À, đây là chú Đạt nè, chồng cô nè, chăm cô là từ 1 tháng, hơn tháng nay ha cô hả? Vậy là chú cũng đâu đi làm hả? Nghỉ làm luôn chứ làm sao đi làm được. À. Rồi cái chân của cô đỡ chưa? Giờ đỡ rồi, giờ mỗi ngày ở đây người ta thay băng cho mình luôn. À. Thôi thì đi qua bệnh viện á, người ta làm cho mình vệ sinh chứ ở nhà mình không biết. Đâu biết làm. Dạ. Không cần kéo đâu. À. Qua đây rồi người ta thay băng cho mình á, nó đỡ nhiễm trùng hơn là mình nằm ở nhà. Mới được có 2 bữa nay đỡ cái bệnh em qua này tái lại trúng rồi. À bị trúng. Mình ăn bậy cái trúng sáng giờ ối À. Nhưng mà con thấy cô là tươi tỉnh hơn hôm ở nhà á. Ở nhà thấy nằm rên la không à? Lại uống cũng không được, nhiều ói ra hết và rất là mệt. Như mình đi qua đây mình nằm vậy mình vô mình có đóng tiền trước không cô? Có ứng hôm trước 2 triệu. Ứng trước 2 triệu là sau này về là có bảo hiểm đúng không cô? Có bảo hiểm đó. Nó sẽ tính tiền sau à? Đúng rồi. Nhưng mà mấy bữa nay bác sĩ khám rồi bác sĩ có nói hay sao? Bác sĩ cứ nói là ở đây chị từ ăn được chút đỉnh mà cho nó bồi bổ vô cái vết thương này mà cô. Nhà. À, sáng nay là chú mới xin công ty Chưa là xin, cho chú chưa nghỉ xin, à? chú chưa xin, tính xin thôi mà chưa xin. Tại công ty nói không góp, không có ứng. Là chú ghét, hỏi luôn, tao tới. Vậy là cô bị vậy là công ty cũng đâu có hỗ trợ Không gì có hết. gọi hết. Không gọi hết. Ừ bạn bè à. À, Là ông nhờ Châu nè dạ. nó 2 lít Châu nó ủng hộ chú nó Nhờ người thân người người ta ta giúp đỡ đúng không? À, đây chú chơi đi chung với Châu là thân nhất với 2 lít đó, chơi thân đó. Tại vì giờ làm công ty tư nhân á chú nó cũng không có chế độ gì nhưng mà trừ trường hợp mà người chủ á, người ta quan tâm á, thì người ta giúp đỡ người ta chủ kêu hỗ chủ trợ. cũng cũng nói cái miệng thôi à. Nó còn bắt đầu đưa cho mấy nhỏ kia, mấy nhỏ kia nó không làm. Cho mấy Đúng người mà làm ở văn phòng á, người không ta á, đi người ta kêu gọi. đúng rồi. Như lúc trước con làm công ty cũng vậy. Ai bệnh á là người ta sẽ đi đi người ta quyên góp. Biết Mà em cứ cho thôi, ba cứ triệu thôi tại vì anh em vậy thôi, khỏi mấy anh em thân chơi anh em
giúp đỡ thì mốt cứu đỡ, còn vậy thì mốt khỏi. Nhưng mà mình ở đây có bà con anh em họ hàng gì không? Có anh em vợ. À là cô ở chỗ đó lâu chưa cô? Mướn nó cũng ở 3 năm mà quê cô cũng ở đó. À, xứ sở cô cũng ở đó, ở xuống một chút. Nhưng mà nhà mình ngày xưa mình có nhà không? Ở đó có nhà là nó có bạn nên cô bán. À, bán giờ đi ra ở trọ. Bây giờ gần 4 năm. Vậy là hôm nay là cô đi vào cái khoa nội tiết hả cô? Khoa nội tiết là do mình ăn không được đúng không? Đúng rồi. À, chuyển qua đây, còn cái chân mình sao? Nó qua đây thì nó cũng mấy nó cũng hỗ trợ cái chân mình luôn, nó cũng rửa, nó cũng cho thuốc đủ uống đó. À, bữa giờ bớt đau chưa cô? Bớt đau rồi. Giờ có một cái là cái thuốc ở trên đây nè, nó có thằng chồng không nói hay đó, nó có cái lỗ bự quá nên là giờ mình phải ăn bồi bổ vô nó mới đầy. Nhưng mà giờ vết thương nó liền chưa? Vết thương dưới thì nó lên nó liền. Cái thương dưới cho nó cho coi, cái tôi có coi thì đâu. À. Để nó ngoài xe đít mà. Đây chờ ăn bổ, ăn thịt. Nhưng mà giờ nó còn hoại tử nữa không? Không còn hoại tử. À, mình phải đi qua đây nè cho bác sĩ ta rửa nó kỹ hơn. Đó đó. Còn ở nhà mình không có làm kỹ bằng ở bệnh viện. À vậy cũng mừng cho cô ha. Thì sẵn nhân đây thì em cũng muốn kêu gọi quý vị nhân dân, nếu mà có thể được thì giúp đỡ cô trong khả năng của mình để hỗ trợ cô, tại vì giờ hai vợ chồng cô cũng không có đi làm, cũng nhờ vào đứa con gái nha cô ha. À, bạn nào muốn giúp đỡ cô thì liên hệ với mình nha. À, em xin dừng video ở đây để cho cô nghỉ. Cô có muốn nói gì với mọi người không? Rất là cảm ơn mọi người. Và nếu cô ấy thì có quan tâm đến tôi rất là cảm ơn. Và cảm ơn gì anh Hùng. Anh Hùng rất là nhiều. Dạ. À, hôm nay con đi qua đây con phát cái phiếu ăn không đồng á, thì ngày mai có gì cô chú xuống dưới lấy nha.